chiến tranh Ukraine cho thấy nền tảng cho những thành tựu mà Ukraine đạt được chính là một quân đội nhanh nhẹn và thông minh, một dân tộc đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng chiến đấu. FCM 148 Javelin, hệ thống tên lửa chống tăng Javelin do Raytheon và Lockheed Martin sản xuất, được đưa vào sử dụng từ năm 1996. Về cơ bản, nó là một bệ phóng bắn và quên, sử dụng mục tiêu hồng ngoại để dẫn đường cho tên lửa tới mục tiêu sau khi được khai hỏa. Tên lửa được bắn từ độ cao lên tới 2.500m và đầu đạn xuyên giáp của chúng có thể phá hủy xe tăng hoặc phương tiện bọc thép khác. Thường tấn công từ trên cao, nơi có lớp giáp mỏng hơn, Javelin có thể được vận hành bởi một hoặc hai người. NATO đã cung cấp hàng ngàn Javelin cho Ukraine và chúng đã giúp đánh bại thiết giáp Nga khi họ tiếp cận trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Khi một đoàn quân khổng lồ gồm các lực lượng của Nga tập trung lại với nhau trên một con đường phía nam tới kia, quân đội Ukraine đã nghiền nát đoàn quân này và hạ gục xe tăng, xe bọc thép bằng bệ phóng tên lửa di động, giúp cứu thủ đô khỏi bị chiếm giữ. Ukraine có nguồn cung tên lửa phát vai từ thời Liên Xô, được thiết kế trong nước và cần 30 ngày đào tạo để vận hành chúng đúng cách. Ngược lại, Javelin dễ sử dụng hơn nhiều, không cần nhiều ngày để huấn luyện sử dụng. NLAW. NLAW được thiết kế bởi Sapporo Dynamics của Thụy Điển trong một liên doanh giữa Thụy Điển và Anh, đã được đưa vào sử dụng từ năm 2009. Nó có thể hạ gục các xe tăng chiến đấu chủ lực và các loại xe thiết giáp khác. Tên lửa NLAW được thiết kế cho bộ binh và thuộc loại dùng một lần. Trong tác chiến đồ thị, NLAW có thể được sử dụng từ trong một không gian kín. Trước tiên, tên lửa được phóng ra khỏi ống phóng bằng hệ thống phóng phụ sau khi bay được vài mét. Động cơ chính tên lửa được kích hoạt, đẩy đầu đạn tới mục tiêu. Tên lửa được trang bị hệ thống điều khiển quán tính có tác dụng bù trừ tác động của môi trường bên ngoài. Theo nhà phát triển, NLAW dài 1.016mm, có đường kính 150mm. Trọng lượng của toàn bộ tổ hợp 12.5kg, tầm bắn hiệu quả là 200-800m. Thời gian từ lúc phát hiện mục tiêu đến khi bắn là 5 giây. NLAW dùng để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu bọc thép hiện đại, cũng như các loại xe bánh lốp không bọc thép, xe máy và các hỏa điểm của đối phương, có thể hoạt động theo chế độ bắn và quên. Và giống như Javelin của Mỹ, NLAW có khả năng tấn công mục tiêu theo kiểu độc nóc. Xạ thủ cũng được trang bị công cụ hỗ trợ bắn vào các mục tiêu đang di chuyển theo đường ngắm dự toán BLOS. Người điều khiển tổ hợp giữ mục tiêu đang di chuyển trong tầm nhìn trong 3 giây, sau đó khai hỏa trong quá trình theo dõi trên cơ sở khoảng cách, vận tốc gió và tốc độ di chuyển của mục tiêu, tổ hợp sẽ kích hoạt hệ thống quán tính của tên lửa. Tự tính toán các thông số về chuyển động và dự đoán điểm gặp gỡ với mục tiêu. Một người lính có thể được huấn luyện sử dụng thành thạo hệ thống NLAW chỉ trong 1 giờ. NLAW cực kỳ quan trọng đối với việc đánh bại các cuộc tấn công trên bộ của Nga trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, đặc biệt là ở phía Bắc hoặc Kiev. Lực lượng Nga tiến vào Ukraine với khoảng 2.800 xe tăng sẵn sàng chiến đấu, cộng với 400 chiếc khác trong số các lực lượng ủy nhiệm của Nga ở Donbass. Đến giữa tháng 1 năm nay, ít nhất 1.600 xe tăng được cho là đã bị phá hủy. Beresta TB2 được phát triển bởi hãng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Beresta TB2 là một UAV cánh cố định ở độ cao trung bình. Độ bền lâu có thể bay trên không trong khoảng 27 giờ ở độ cao lên tới 7.600m. Được trang bị 4 quả bom dẫn đường MAML, MMC hoặc MAML. Bán kính điều khiển từ trên mặt đất là 150km. Loại UAV này tỏ ra rất hiệu quả khi được sử dụng để xác định vị trí mục tiêu, ném bom mục tiêu hoặc thu hút hỏa lực đối phương. Theo các chuyên gia quốc phòng, người ta có thể đưa Beresta TB2 và thiết bị bay ra đường cao tốc chỉ mất 15-20 phút để đưa nó vào hoạt động. Trước đây, nếu muốn tìm kiếm các vị trí của đối phương, bạn sẽ phải cử lực lượng đặc biệt đi trinh sát và bạn có thể mất một số quân. Bây giờ, tất cả những gì bạn cần là một chiếc UAV. Ukraine bắt đầu mua những chiếc TB2 vào năm 2019 và lần đầu tiên sử dụng chúng trong chiến đấu vào năm 2021. Chúng tỏ ra rất hiệu quả trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, đoàn xe tiếp tế và hệ thống phòng không của Nga, đồng thời cung cấp tọa độ chính xác cho Ukraine pháo kích.
chỉ huy lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Ochert đã gọi TB2 là sự sống trong tuần đầu tiên của cuộc chiến. Những chiếc TB2 của Hải quân Ukraine là công cụ giúp Ukraine chiếm lại đảo rắn, phá hủy tàu thuyền, hệ thống phòng không và ít nhất một máy bay trực thăng vận chuyển quân của Nga trên bãi đáo quan trọng mang tính biểu tượng và chiến lược ở Biển Đen. Nhưng việc giải phóng đảo rắn vào tháng 6 dường như là chiến dịch lớn cuối cùng của TB2. Nga đã cải thiện tốt hơn việc theo dõi và bắn hạ những chiếc TB2, và Ukraine cũng bắt đầu rút chúng khỏi những phi vụ mạo hiểm. Switchblade. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 700 máy bay không người lái cảm tử Switchblade 300, những UAV chiến thuật do Oros Virosman phát triển để tiêu diệt các chiến binh riêng lẻ hoặc các phương tiện không bọc thép. Nặng chỉ không đến 3kg mỗi chiếc, chúng được bắn ra từ một ống phóng nhỏ gọn. Khi được phóng ra ngoài, cánh quạt và cánh của chúng lật ra như một lưỡi dao. Chúng có thể lặng lẽ lơ lửng trên không trong khoảng 15 phút ở tốc độ 90 km/h. Khi phát hiện kẻ thù, các đầu đạn nổ phân mảnh của chúng lao thẳng vào mục tiêu được chỉ định ở tốc độ 160 km/h. Thậm chí trong những giây phút cuối cùng, nó còn có cơ chế tự hủy để ngừng tấn công và tìm một mục tiêu khác. Nhà sản xuất cho biết UAV Switchblade hầu như ít bị phát hiện do kích thước nhỏ và khả năng sinh nhiệt thấp vì sử dụng động cơ điện. Nói cách khác, binh sĩ của đối phương sẽ không biết họ bị theo dõi cho đến khi Switchblade thực hiện cuộc tấn công. Khối lượng thuốc nổ được bắn ra theo dạng hình nón, làm giảm khả năng gây thiệt hại cho khu vực xung quanh và đảm bảo phá hủy được mục tiêu định sẵn. Nhà phát triển cho biết, ngay cả những binh sĩ không được đào tạo bài bản cũng có thể sử dụng vũ khí này vì giao diện trên máy tính bảng rất dễ đọc và dễ hiểu đối với bất kỳ ai quen sử dụng điện thoại thông minh. Giống như nhiều máy bay không người lái khác, Switchblade được điều hướng bằng các điểm tham chiếu. Theo đó, người điều khiển sẽ vạch ra một tuyến đường trên bản đồ và UAV sau khi được phóng sẽ di chuyển trên tuyến đường này theo cách riêng của nó, không giống các thiết bị được điều khiển bằng sóng vô tuyến. Người dùng đơn giản chỉ cần vạch ra những gì họ muốn nhìn trong khi UAV tự bay. Ngoài ra, trong vài tháng đầu của cuộc chiến, các kỹ thuật viên Ukraine đã tìm ra cách cài lựu đạn vào loại máy bay không người lái thương mại giá rẻ được rao bán trên các trang mạng trực tuyến. Ví dụ, DJI Mark V3 có giá khoảng $2,000, được binh lính Ukraine dùng để hạ gục những chiếc xe bọc thép trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Ukraine cũng đang phát triển một hệ thống UAV mới có tên là Petrun. UAV này có thể bay lơ lửng phía trên mục tiêu khoảng 150 mét, tấn công và quay trở lại vị trí điều khiển ban đầu. Binh sĩ Ukraine cho biết, các UAV có thể nhìn thấy được từ mặt đất, nhưng quân Nga không có nhiều thời gian để bắn hạ chúng. Ngoài ra, Ukraine cũng đã tân trang lại UAV Tupolev Tu-141 cũ của Liên Xô, giúp tiến sâu vào lãnh thổ Nga để tấn công các căn cứ không quân chiến lược của nước này. Tuy nhiên, tuổi thọ của UAV là không lâu bền. Các báo cáo cho biết trong số tất cả UAV mà Ukraine triển khai trong 5 tháng đầu tiên của cuộc chiến, khoảng 90% đã bị phá hủy. Tuổi thọ trung bình của một chiếc quadcopter là khoảng 3 chuyến bay, còn một UAV cánh cố định là khoảng 6 chuyến bay. Lựu pháo M777 đến đầu tháng 5 năm 2022, quân đội Ukraine hầu như đã đẩy lùi Nga khỏi Kiev. Nhưng ngay sau đó, trận chiến tại Donbas lại tiếp tục nổ ra. Pháo binh bắt đầu thể hiện ưu thế của quân đội Nga. Trong tháng 5 và tháng 6 năm ngoái, lợi thế pháo binh của Nga gấp 12 lần Ukraine. Song điều đó đã thay đổi khi Mỹ và các đồng minh bắt đầu vận chuyển các loại pháo hiện đại của phương Tây cho Ukraine. M777 do PAE Systems của Anh sản xuất là một hệ thống pháo kéo tiên tiến, nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều ở mức 4.200 kg. So với các loại lựu pháo trước đây và các loại pháo tương đương của Nga, nguyên nhân là nhờ M777 sử dụng hợp kim titan. M777 là loại pháo bắn trực diện có tầm xa nhất của Mỹ, với tầm bắn lên tới 30 km. Tầm bắn này xa hơn 5 km so với pháo tự hành. M-STARS, hệ thống pháo phổ biến nhất mà Nga triển khai tại Ukraine. M777 có thể bắn xa hơn M-STARS 16 km nếu dùng đầu đạn đặc thù. Một lợi thế khác của lựu đạn M777 nằm ở cỡ đạn 155mm. Với cỡ đạn này, các đơn vị pháo bên Ukraine có thể lựa chọn nhiều đầu đạn khác nhau cho mỗi tình huống, như loại đạn pháo có sức công phá cao, đạn tạo khói, đạn pháo sáng, đạn có tầm xa hơn, và thậm chí là loại đạn hẹn giờ. Đặc biệt là Ukraine đã nhận được loại đầu đạn Iskar Sleepers 155mm thông minh, có khả năng tự dẫn đường nhắm vào tọa độ GPS nhất định,
Lục quân Mỹ từng khẳng định Excalibur sẽ bắn trúng phạm vi 2 mét quanh mục tiêu, bất kể khoảng cách bắn. Excalibur sẽ cho phép lực lượng Ukraine tiêu diệt đối phương một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Loại đạn này là năng lực lớn dành cho lực lượng đang phòng thủ và không có ưu thế về quân số. Mỹ và các đồng minh NATO bắt đầu cung cấp lựu đạn pháo M777 cho Ukraine vào tháng 4 năm 2022. Đến giữa tháng 1 năm nay, chỉ riêng Mỹ đã gửi 160 lựu pháo, hơn 1 triệu viên đạn pháo 155mm và 5.800 viên đạn dẫn đường chính xác khác cho M777. Ngay lập tức, các đội pháo bên Ukraine cho thấy độ chính xác và tính cơ động vượt trội và dường như lập tức thay đổi cục diện chiến. Những chiếc M777 đóng vai trò quan trọng trong trận Ukraine tiêu diệt binh lính và xe bọc thép của Nga. Khi họ cố gắng vượt qua sông Siversky Donetsk gần Bilohorivka vào ngày 11 tháng 5 năm 2022, pháo phản lực SAMARS là hệ thống pháo phản lực hạng nặng có thể bắn liên tiếp 6 rocket dẫn đường độ chính xác cao. Khi sử dụng đạn M31 mang đầu đạn nổ mạnh đa dụng nặng 90kg, SAMARS có tầm bắn 80km, gấp đôi tầm bắn các loại lựu pháo mà Washington đã viện trợ Kiev trước đó. SAMARS cũng có thể khai hỏa tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có tầm bắn lên đến 300km. Tuy nhiên, Mỹ chưa cung cấp cho Ukraine loại tên lửa này. Do lo ngại chúng được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, khiến khủng hoảng leo thang, tầm bắn 80km của đạn M31 gần bằng với hỏa tiễn SMER của Nga. Nhưng nhờ các cơ chế dẫn đường bằng CBS, pháo SAMARS có thể nhắm vào mục tiêu chính xác hơn rất nhiều. Trước đó, Kiev từng tuyên bố một cuộc tập kích tầm xa vào thành phố Lysychansk, tỉnh Luhansk, đã khiến Nga tổn thất 100 binh sĩ. Một cuộc tấn công khác vào trụ sở của nhóm lính đánh thuê Wagner ở Podbashna, Luhansk, cũng khiến 100 thành viên của nhóm này thiệt mạng. Hồi giữa tháng 7 năm 2022, quân đội Ukraine đã triển khai SAMARS để bắn phá các cây cầu bắc qua sông Dnipro, nối thành phố Kherson với vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Nam và Nga đang kiểm soát. Giới chức phương Tây ước tính khi ấy Nga đã điều động khoảng 20.000 quân ở các vùng xung quanh Kherson. Cuối cùng, Nga đã buộc phải rút lui sang bờ đông con sông Dnipro trước áp lực quá ghê gớm từ SAMARS. Đến giữa tháng 8 năm ngoái, lực lượng Ukraine đã phá hủy hơn 100 mục tiêu có giá trị cao của Nga bằng pháo SAMARS. Đến giữa tháng 1 năm 2023, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 38 hệ thống SAMARS cùng với đạn dược. Đây rõ ràng là một tin không tốt với quân đội Nga, bởi vì quân Nga không giỏi trong việc chống lại SAMARS bất chấp giới chức nước này. Nhiều lần tuyên bố họ đã phá hủy các hệ thống này. Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ nhận định SAMARS đã giúp Ukraine cầm máu ở miền đông khi cuộc tấn công dồn dập của Nga đang tăng tốc vào cuối xuân đầu hè. Việc đưa SAMARS vào cuộc chiến có thể coi là dấu chấm hết cho chiến dịch tấn công của Nga ở Donbass. Từ đó, cuộc chiến đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Tên lửa phòng không Patriot. Patriot là hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không cơ động cao do công ty Raytheon sản xuất, lần đầu tiên được triển khai năm 1984. Qua các lần nâng cấp, đến nay Patriot đã có thế hệ PAC-3. Hệ thống gồm 4 tổ hợp: hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống chỉ huy điều khiển, hệ thống radar cảnh giới, hệ thống dẫn đường. Việc triển khai một hệ thống Patriot chỉ mất khoảng 1 giờ. Hiện Patriot có 200 bệ phóng trên toàn thế giới. Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn xa nhất từ 70 đến 160 km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết với trần bay của mục tiêu lên đến 24 km. Một khẩu đội Patriot bao gồm radar, một hệ thống phóng gắn trên xe tải, 8 bệ phóng. Mỗi bệ có thể bắn 4 tên lửa đánh chặn, một trạm điều khiển và một máy phát điện di động. Nhược điểm của hệ thống này là một khi trạm chỉ huy bị phá hủy thì toàn bộ hệ thống sẽ bị tê liệt hoàn toàn, mất hết khả năng tác chiến. Sau khi Nga rút khỏi Kherson, Điện Kremlin đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Phóng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái do Iraq sản xuất để phá hủy cơ sở hạ tầng điện và nước của Ukraine. Hệ thống Patriot sẽ mở rộng phạm vi hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine lên bán kính khoảng 160 km. Một trong những đặc trưng nổi bật của hệ thống tên lửa Patriot là tấn công đối đầu trực tiếp với tên lửa đối phương.
làm xác suất tiêu diệt mục tiêu cao hơn so với các phương thức khác. Hệ thống Patriot là món quà vô giá đối với Ukraine vì có khả năng phòng thủ tên lửa phi chiến lược, được triển khai để bảo vệ thủ đô Kiev và các thành phố khác khỏi các trận mưa tên lửa từ phía Nga. Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley. M2 Bradley là xe chiến đấu bộ binh ISV được thiết kế để đưa binh lính ra chiến trường và hỗ trợ hỏa lực trong khi thực hiện nhiệm vụ đó. Vì vậy, nó đáng gờm hơn nhiều so với hàng trăm xe bọc thép chở quân hạng nhẹ như M113 và VAP mà NATO đã tặng cho Ukraine. Xe chiến đấu bộ binh PMP-2 được Ukraine và Nga sử dụng rộng rãi có trọng lượng 15,8 tấn, trong khi một chiếc Bradley nặng gấp đôi lên tới 33 tấn. Khác biệt lớn là do M2 có vỏ giáp mạnh hơn. Ví dụ, giáp hông và giáp sâu của PMP-2 có thể bị đạn súng máy hạng nặng xuyên thủng ở cự ly gần, trong khi Bradley được bảo vệ từ mọi góc độ trước những vũ khí như vậy. Bradley cũng là một trong số ít các phương tiện bọc thép của Mỹ được thiết kế để tích hợp giáp phản ứng nổ giúp đánh bại các loại vũ khí chống tăng hạng nhẹ thông thường kiểu RPG-7. Trên xe còn có nhiều cảm biến hiện đại, đặc biệt bao gồm cả kính ngắm ảnh nhiệt thụ động có khả năng chiến đấu ban đêm, điều mà chỉ có một số ít BMP hiện đại hóa có được. Giống như BMP, xe Bradley mang theo tên lửa tầm xa để chống lại xe tăng. Cụ thể là BCM-71 Tau, Ukraine đã nhận được ít nhất 1.500 tên lửa từ Tau từ Mỹ. Do vậy, họ có thể dễ dàng trang bị cho M2 Bradley vũ khí này, nhưng Bradley cũng có nhược điểm như phần giáp bụng không có thiết kế để chống mìn. Vì vậy, nó vẫn tương đối dễ bị hạ gục bởi thiết bị nổ tự chế, mặc dù có lớp giáp dày. Xe tăng Leopard 2. Thực tế, Leopard 2 là dòng xe tăng hiện đại được thiết kế để chống lại làn sóng thiết giáp khổng lồ của Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nó đã được nâng cấp liên tục trong nhiều thập kỷ qua và hiện vẫn là một trong những dòng xe tăng chủ lực phổ biến trên thế giới và được đánh giá cao về khả năng bảo vệ, hỏa lực và độ tin cậy. Tuy nhiên, chiến trường Ukraine là môi trường tác chiến khác biệt và cực kỳ khắc nghiệt đối với mọi loại phương tiện chiến đấu hiện đại nhất. Vậy, Leopard 2 có là dòng xe tăng thay đổi cục diện chiến trường Ukraine? Leopard 2 tiên tiến hơn nhiều loại xe tăng thời Liên Xô được cả lực lượng Nga và Ukraine sản xuất. Uy lực, sự tin cậy, hiệu quả của Leopard 2 đã được minh chứng trong thực tế và nó nhận được sự công nhận trên thế giới và được hàng chục quốc gia đặt mua với khoảng 3.000 xe được chế tạo. Trong đó, hơn 2.200 xe được xuất khẩu. Hiện tại, phần lớn các quốc gia châu Âu đang sở hữu các biến thể của xe tăng Leopard 2. Trong suốt hàng thập kỷ tồn tại, Đức đã liên tục nâng cấp Leopard 2 để phù hợp với phương thức tác chiến hiện đại và các đặc thù tác chiến riêng của từng quốc gia nhập khẩu. Một trong những biến thể đáng chú ý nhất và cũng là loại được Đức viện trợ cho Ukraine chính là biến thể Leopard 2 A5-6 với hệ thống giáp phức hợp kết hợp với giáp hộp bổ sung thế hệ thứ 3. Điều này tăng cường khả năng bảo vệ trước các loại vũ khí chống tăng cầm tay, cũng như nâng cấp phiên bản pháo chính mới L-55 uy lực hơn. Cùng với đó là hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến cung cấp khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 5 km và tấn công chính xác ở cự ly 2 km đã giúp Leopard 2 tiếp tục là MPT hiện đại và mạnh mẽ hàng đầu thế giới. Xe tăng M1 Abrams. M1 Abrams đứng đầu danh sách xe tăng tốt nhất thế giới. Xe tăng chiến đấu chủ lực này từng được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc chiến tại Iraq vào năm 2003. Tiếp đến là cuộc chiến tại Afghanistan năm 2010. So với Leopard và Black Panther, M1 A2 Abrams vượt trội hơn hẳn do có nhiều tính năng nâng cấp. Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng không có một chiếc xe tăng nào trải qua nhiều cuộc chiến trong khi chịu tổn thất ít như M1 A2 Abrams. M1 Abrams đã chiến đấu rất hiệu quả trong các cuộc xung đột, nhưng người Mỹ vẫn liên tục nâng cấp để cải tiến và hiện đại hóa nó. Cứ 7 năm một lần, Mỹ lại thực hiện một đợt nâng cấp lớn. M1 Abrams ra đời vào năm 1980. Nhưng đến nay, hầu như tất cả hệ thống trong xe tăng đã được thay thế. Phiên bản mới nhất M1A2 SEP V3 mới nhất sẽ được cải thiện tính về cơ động và khả năng sống sót với lớp giáp cải tiến, hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến và tiết kiệm nhiên liệu. Xét riêng phiên bản M1A2 Abrams, xe có trọng lượng 57 tấn, chiều dài tổng thể bao gồm cả pháo là 9,83 m, chiều rộng 3,66 m, chiều cao 2,44 m. Một kiếp chiến đấu của xe bao gồm 4 người. M1A1 Abrams sử dụng động cơ tuabin khí
ACT-1500 của Avico Lycoming với công suất lên đến 1.500 mã lực, cho phép di chuyển với vận tốc tối đa 67 km/h, tầm hoạt động 465 km. M1A1 Abrams có thể tăng tốc từ 0 lên đến 32 km/h chỉ trong vòng 7 giây. Một trong những cải tiến quan trọng nhất của xe tăng M1A1 Abrams là được trang bị pháo nòng trơn M256, cỡ nòng 120mm, ban đầu được phát triển bởi Rheinmetall 2A5 của Đức. Khẩu pháo này có thể khai hỏa chính xác vào những mục tiêu khoảng cách 4km. Pháo sử dụng đạn xuyên giáp đặc biệt M829A2 được Mỹ phát triển để chống lại xe tăng đối phương. Với cơ số đạn là 40 viên, trong đó có 34 viên đạn được cất giữ trong tháp pháo, trong khi đó 6 viên khác được cất giữ trong khoang chiến đấu. Chiến tranh vẫn còn khốc liệt và khó đoán. Liệu phương Tây sẽ gửi cho Ukraine thêm những vũ khí ghê gớm nào để chống lại quân Nga? Giữa lúc quân đội Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược trong cuộc chiến tiêu hao, thì cả Mỹ và NATO đã liên tục đưa ra các cảnh báo cho biết chính quyền Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương hỗ trợ cho Nga. Không lâu sau khi cuộc chiến bắt đầu, Mỹ và châu Âu đã cảnh báo Trung Quốc về hậu quả của việc hỗ trợ quân sự cho Nga. Bởi thế, Bắc Kinh chưa bao giờ dám công khai trực tiếp cung cấp vũ khí cho quân đội Nga. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố rằng không tìm thấy dấu vết của vũ khí Trung Quốc trên chiến trường. Nhưng do năng lực sản xuất của các doanh nghiệp quân sự Nga bị hạn chế bởi những lệnh trừng phạt, nếu không kịp thời nhận được sự viện trợ từ nước ngoài, Moscow sẽ khó duy trì tác chiến trên quy mô lớn. Vì vậy, ai cũng hiểu việc Bắc Kinh viện trợ vũ khí sát thương cho Nga là điều sớm muộn sẽ diễn ra. Vậy nếu Trung Quốc làm liều thì sao? Nó có thể xoay chuyển tình hình chiến sự hiện tại hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin mới. Gần đây, một số phương tiện truyền thông tiết lộ rằng Trung Quốc đang có kế hoạch cung cấp cho quân đội Nga 100 UAV ZT-180 và hỗ trợ Nga tự sản xuất loại máy bay này. UAV ZT-180 này có thể mang theo 35-50kg đạn dược và cũng có thể được sử dụng để trinh sát. Ngoài giới phân tích, có thể Bắc Kinh cũng đã cung cấp cho quân đội Nga quân phục, lương thực, vật tư y tế, phương tiện hỗ trợ, v.v. Đồng thời cung cấp dịch vụ vệ tinh chiến trường. Viện Nghiên cứu Công nghệ và Khoa học Vũ trụ Trường Sa Thiên Ý đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vì cung cấp hình ảnh vệ tinh của Ukraine cho nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga. Bắc Kinh cũng có thể sử dụng việc buôn bán các sản phẩm dân sự làm vỏ bọc để cung cấp cho Nga các bộ phận sản xuất vũ khí, bao gồm cả chip. Song những viện trợ này vẫn không thể hỗ trợ hiệu quả cho quân đội Nga trong cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, đặc biệt nếu Nga không thể thực sự giành được ưu thế. Không lâu sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã cảnh báo Trung Quốc về hậu quả của viện trợ quân sự cho Nga. Bắc Kinh chưa bao giờ dám công khai trực tiếp cung cấp vũ khí cho quân đội Nga. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố rằng không tìm thấy dấu vết của vũ khí Trung Quốc trên chiến trường. Vào tháng 4 năm 2022, trên Internet đưa tin một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bị rơi ở làng Tào Lâu, thị trấn Trương Tập, huyện Ngưu Thành, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Có một đoạn video cho thấy phi công Trung Quốc đã nhảy dù thoát thân và một phi công khác bị nghi ngờ là người Nga. Điều này ngay lập tức làm dấy lên suy đoán Trung Quốc viện trợ vũ khí cho Nga. Về lý thuyết, danh sách các loại vũ khí mà Bắc Kinh có thể cung cấp cho Nga bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, UAV, tên lửa, xe tăng, xe bọc thép, pháo và bệ phóng tên lửa, đạn pháo và tên lửa, vũ khí chống tăng, súng và đạn dược, v.v. Những vũ khí này có được cung cấp hay không tùy thuộc vào việc Bắc Kinh có sẵn lòng hay không, và cũng phụ thuộc vào việc quân đội Nga có cần chúng hay không. Loại vũ khí nào được coi là viện trợ miễn phí và loại vũ khí nào được coi là mua bán hoặc trao đổi. Nga hiện đang thiếu tiền nên phần nhiều là yêu cầu viện trợ miễn phí, nhưng Bắc Kinh hiện giờ cũng đang trong tình cảnh kinh tế khó khăn, không thể hào phóng như trước, nên sẽ không giúp đỡ miễn phí, mà có thể đưa ra một vài đòi hỏi. Ví dụ Trung Quốc có thể yêu cầu Nga chuyển giao một số công nghệ quân sự nhạy cảm, bao gồm tàu ngầm hạt nhân, tên lửa liên lục địa, tên lửa phòng không và tên lửa siêu thanh chống hạm. Nếu Bắc Kinh cung cấp vũ khí thì cũng sẽ cố gắng che mắt mọi người hết sức có thể.
cố không để lại bằng chứng trên chiến trường. Sau khi Tổng thống Iran đến thăm Trung Quốc, Tổng thống Belarus cũng đã đến thăm Trung Quốc. Cuộc gặp của họ với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc có thể liên quan đến các dự án viện trợ quân sự theo kiểu đường vòng. Bắc Kinh có thể vận chuyển vũ khí qua hai quốc gia này hoặc cung cấp các linh kiện để lắp ráp tại hai quốc gia rồi vận chuyển đến Nga. Vậy những loại vũ khí nào có thể ảnh hưởng đến cục diện trận chiến? Đạn pháo. Trước mắt, quân đội Nga đang cần gấp một số lượng lớn đạn pháo cho mặt trận Ukraine. Theo đánh giá của quân đội Ukraine, kho đạn pháo của Nga chỉ còn 30%. Vào cuối tháng 12 năm 2022, quân đội Nga chỉ có thể bắn khoảng 20.000 quả pháo mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức 60.000 quả pháo mỗi ngày khi chiến tranh bắt đầu. Đồng thời, có dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công bằng pháo binh và cơ giới trước đây của quân đội Nga đang chuyển sang tấn công bằng bộ binh trực tiếp. Quân đội Nga thiếu đạn pháo và khó thực hiện các cuộc oanh tạc hiểm trở thường xuyên cho bộ binh. Điều này có thể khiến một số lượng lớn binh sĩ phải chịu thương vong hơn nữa. Quân đội Nga đang mở nhiều cuộc tấn công ở miền đông Ukraine. Pháo binh mỗi ngày cần bắn một lượng lớn đạn pháo. Nếu Ukraine phản công sau đó, quân đội Nga cũng cần hỏa lực duy trì liên tục để giữ vững trận địa. Vài tháng trước, các thông tin cho biết Nga đã mua đạn pháo từ Triều Tiên, nhưng về sau không có thông tin nào về vụ việc này nữa. Có thông tin cho rằng Nga đã nhập khẩu một lô đạn thử nghiệm từ Iran và có thể lăn lên kế hoạch mua lô 20.000 đầu đạn. Tuy nhiên, Iran có thể không thể lấp đầy khoảng trống lớn mà quân đội Nga đang cần, và chỉ có Bắc Kinh mới có khả năng như vậy. Chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài một năm và các doanh nghiệp quân sự Nga không thể sản xuất đủ đạn pháo. Điều này cho thấy hệ thống công nghiệp quân sự khổng lồ còn sót lại từ Liên Xô cũ đã bị thu hẹp trầm trọng. Dự toán quốc phòng của Nga đã thâm hụt trong nhiều năm, và một số lượng lớn thiết bị quân sự có liên quan đã báo hỏng. Các nhân viên cũng đã bỏ đi từ lâu. Với tình hình tài chính trước mắt của Nga, ước tính sẽ không thể khôi phục năng lực sản xuất quân sự khổng lồ như quá khứ trong thời gian ngắn. Ngược lại, các doanh nghiệp quân sự của Trung Quốc có đủ khả năng đáp ứng được nhu cầu của quân đội Nga, nhưng họ cũng có thể cần phải làm thêm giờ, sản xuất hết công suất, thậm chí là phải mở rộng quy mô sản xuất. Giá cung cấp hàng chục nghìn quả đạn pháo mỗi ngày không phải là rẻ. Đạn pháo thông thường cho lựu pháo 155mm của quân đội Mỹ có giá khoảng 1.000 đô la Mỹ mỗi quả. Nếu Bắc Kinh sản xuất đạn pháo 152mm mà quân đội Nga cần, chi phí lao động có thể thấp, nhưng việc sản xuất đạn pháo chủ yếu phụ thuộc vào máy móc thiết bị, và tổng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp quân sự Trung Quốc có thể sẽ không thấp. Nếu mỗi quả đạn pháo có giá 1.000 đô la Mỹ, quân đội Nga bắn 20.000 quả pháo mỗi ngày, tương đương với 20 triệu đô la Mỹ, liệu Bắc Kinh có sẵn sàng viện trợ miễn phí 20 triệu đô la Mỹ mỗi ngày không? Nếu vậy, liệu Nga có tiền để mua đạn hay không? Ngoài ra, việc vận chuyển một số lượng lớn đạn pháo tới Nga mỗi ngày rất khó che đậy khỏi tình báo phương Tây và Mỹ. Các đoàn tàu khởi hành từ Trung Quốc đến châu Âu đi qua Kazakhstan hoặc Mông Cổ có lộ trình tương đối ngắn, nhưng hai nước này có thể không dám cho đoàn tàu vũ trang đi qua biên giới. Con đường xa nhất còn lại là đi vào Nga thông qua phía Đông Bắc, rồi băng qua Nga đến tiền tuyến Ukraine. Nhưng chi phí để vận chuyển trên tuyến giao thông này mỗi ngày cũng rất cao. Bắc Kinh cũng có thể sử dụng các máy bay Y-20 để vận chuyển. Mỗi chiếc Y-20 có thể mang tải trọng tối đa khoảng 66 tấn, vận chuyển 1.000 tấn đạn pháo mỗi ngày, cần khoảng 20 lần xuất kích. Nhưng nếu vậy, thì chỉ riêng phần phí tổn nhiên liệu cũng đủ khiến người ta giật mình. Các chuyên gia cũng ước tính rằng Y-20 sẽ không thể thích ứng với các hoạt động hàng ngày với cường độ cao, và nếu làm không tốt, còn có thể gặp sự cố nguy hiểm. Tất nhiên, Nga cũng có thể cử máy bay đến đón, nhưng việc vận chuyển bằng đường hàng không sẽ không dễ dàng cho cả hai bên. Bởi cả Trung Quốc và Nga đều không có đội máy bay vận chuyển khổng lồ như quân đội Mỹ. Vậy nếu như Bắc Kinh đủ năng lực cung cấp cho Nga 20.000 quả pháo mỗi ngày, thì cả tiền vốn lẫn tiền vận chuyển đều là gánh nặng rất lớn. Dù vậy, 20.000 quả đạn pháo cũng chỉ bằng 1/3 trong số 60.000 quả đạn pháo mà quân đội Nga bắn ra mỗi ngày. Bắc Kinh gần như không thể cung cấp số lượng đạn pháo lớn hơn. Mọi chuyện xem ra vô cùng nan giải. Máy bay không người lái UAV. Mỹ đã viện trợ UAV Switchblade, Phoenix Ghost, Puma, Scan Eagle. Bản thân Ukraine cũng có UAV, UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Những UAV này có thể thực hiện các cuộc không kích, đồng thời hoàn thành một số lượng lớn nhiệm vụ trinh sát. Liên tục cung cấp thông số mục tiêu cho tên lửa HIMARS và đạn pháo 155mm, thể hiện một phương thức tấn công mới ngoài tầm nhìn. Trong chiến tranh trên bộ hiện đại, với lợi thế này, Ukraine đã hình thành cục diện đối đầu với quân đội Nga.
Ngược lại, UAV của quân đội Nga khá lạc hậu và không thể cung cấp thông tin tình báo chiến trường một cách hiệu quả. UAV của Iran mà Nga mua chủ yếu được sử dụng để tấn công các cơ sở dân sự và không đóng vai trò lớn hơn trên tiền tuyến. Quân đội Nga mong muốn rằng chính quyền Trung Quốc sẽ cung cấp UAV quân dụng, chứ không chỉ UAV hạng phổ thông. Bắc Kinh đã bắt chước UAV của quân đội Hoa Kỳ và đã tạo ra khá nhiều UAV có hình dạng tương tự. Mục tiêu chính của nó là trinh sát Đài Loan và hiệu suất của nó phải vượt xa UAV của Iran. Chiếc UAV giá rẻ do Bắc Kinh sản xuất có thể sẽ cung cấp cho quân đội Nga sử dụng, thậm chí được cử đi chi viện hậu phương. Tuy nhiên, hiệu suất và độ bền của UAV giá rẻ có thể không đáp ứng được yêu cầu cao hơn. Hơn nữa, có thể chỉ được sử dụng trong tấn công cảm tử. Những chiếc UAV như vậy, thậm chí với số lượng hàng trăm chiếc, có thể rất mau sẽ được dùng hết. Lô UAV đầu tiên do Iran cung cấp đã được Nga sử dụng sạch hết. Có thông tin cho rằng lô thứ hai là 1.000 chiếc và có thể có tổng cộng là 6.000 chiếc. Hiện tại rất khó xác định liệu Bắc Kinh có sẵn sàng cung cấp một số lượng lớn UAV như vậy hay không. Nếu chỉ có vài trăm chiếc thì có thể khó thay đổi cục diện chiến trường. Bắc Kinh cũng có thể cung cấp các bộ phận cho Iran và Nga để họ tự lắp ráp nhằm đánh lừa người khác. Hầu hết các UAV của Iran đều bị hệ thống phòng không bắn hạ. Quân đội Mỹ và quân đội Đài Loan nên chờ xem UAV của Bắc Kinh hoạt động như thế nào trước hệ thống phòng không do các nước khác cung cấp. Một mặt, Bắc Kinh không muốn Nga hiểu được công nghệ liên quan, vốn đắt đỏ, cần đào tạo thậm chí phải cử người đến hiện trường để hỗ trợ. Liên kết dữ liệu có thể không tương thích. Mặt khác, họ cũng sợ bị hệ thống chống UAV của quân đội Hoa Kỳ bắn hạ. Nếu quân đội Hoa Kỳ thu được UAV của Trung Quốc thì sẽ không còn bí mật nào nữa. Ngoài ra, bất kể UAV nào mà Bắc Kinh cung cấp bị bắn hạ hoặc rơi đều trở thành bằng chứng về sự hỗ trợ quân sự. Lúc này, các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và các nước NATO sẽ xuất hiện. Viện trợ của Trung Quốc chưa rõ có thay đổi cục diện chiến tranh hay không, nhưng cái giá nó phải trả là quá đắt. Xe tăng và xe bọc thép. Lẽ ra, Nga được thừa hưởng khoảng 10.000 chiếc xe tăng T-72 từ Liên Xô cũ, nhưng hầu hết chúng đã bị xếp xó. Một năm đã trôi qua, Moscow dường như không thể cải tạo và nâng cấp thêm những chiếc dự trữ này, cũng như không thể bổ sung kịp thời những khoảng trống ở tiền tuyến. Do đó, làn sóng thiết giáp Nga mà NATO lo lắng trước đây dường như không còn gì đáng sợ. Xe tăng hiện đang phục vụ cho quân đội Trung Quốc, chủ yếu là xe tăng T-96 và T-99. Xe tăng T-96 vẫn là sản phẩm cải tiến từ những chiếc xe tăng đời đầu của Liên Xô cũ và Nga sẽ không muốn chúng. Xe tăng T-99 cũng không thoát khỏi cái bóng của xe tăng T-72, thậm chí xe tăng vay mượn công nghệ của các nước phương Tây còn sở hữu tính năng vượt xa xe tăng T-90 mới nhất của Nga. Khoảng 1.200 chiếc xe tăng T-99 đã được sản xuất cho đến nay và tất cả chúng đều phải phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh lấy ra một nửa để hỗ trợ quân đội Nga, trang bị lục quân của Trung Quốc sẽ càng thêm khó khăn và tạm thời không thể lên kế hoạch tấn công Đài Loan. Theo ước tính, giá thành của xe tăng T-99 là 16 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 2 triệu đô la Mỹ, có vẻ rẻ hơn nhiều so với xe tăng phương Tây. Nhưng 600 xe tăng với tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ thì Nga không thể mua nổi. Hơn nữa, Trung Quốc có thực sự sẵn sàng cho không Nga hay không? Ngay cả khi quân đội Nga mua được 600 chiếc xe tăng từ Bắc Kinh, nó sẽ không thể lấp đầy chỗ hổng khổng lồ của 1.500 chiếc xe tăng mà Nga đã mất kể từ đầu chiến sự. Ngoài ra, quân đội Nga cũng sẽ cần thời gian để thích nghi với xe tăng của Trung Quốc. Một khi xe tăng Trung Quốc bị phá hủy và rơi vào tay quân đội Hoa Kỳ, tay nghề thật sự của xe tăng Trung Quốc cũng sẽ bị lộ tẩy. Bắc Kinh cũng có một loại xe tăng hạng nhẹ T-15 mới được phát triển, nhưng Nga có lẽ sẽ không quan tâm. Bắc Kinh có thể hỗ trợ quân đội Nga một số phương tiện bọc thép, nhưng nếu dùng chúng để chống lại các loại bọc thép Bradley do Hoa Kỳ viện trợ hoặc các phương tiện bọc thép khác của NATO, thì có thể không phải là đối thủ. Nó không thể chống lại hệ thống vũ khí chống tăng Javelin và thậm chí còn khó khăn hơn để chống lại các cuộc tấn công tầm xa từ tên lửa HIMARS và hỏa pháo 155mm. Các vũ khí khác, so với viện trợ đạn pháo, thì viện trợ tên lửa sẽ tốn kém hơn. Tốc độ tiêu thụ tên lửa của quân đội Nga cũng đáng kinh ngạc. Hiện nay, kho dự trữ đã chạm đáy, nhưng hầu như không có sự trợ giúp trực tiếp nào cho tiền tuyến. Ước tính Nga mỗi tháng chỉ có thể sản xuất 40 tên lửa hành trình, không đủ cho quân đội Nga sử dụng trong một ngày. Công nghệ tên lửa của Trung Quốc chủ yếu đến từ Nga. Độ chính xác của tên lửa có thể không còn bằng của Nga, có thể lệch mục tiêu xa hơn. Nếu bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ hoặc xuất hiện bom chưa nổ, trình độ thực sự của tên lửa Bắc Kinh cũng sẽ bị phơi bày. Còn nói về việc Bắc Kinh viện trợ máy bay chiến đấu tạm thời là rất mong manh. Lực lượng không quân Ukraine đang dần cạn kiệt.
và quân đội Nga không cần thêm máy bay chiến đấu của Trung Quốc, bao gồm cả J-16 và J-11. Máy bay ném bom và máy bay tấn công của Trung Quốc tương đối lạc hậu, và quân đội Nga cũng sẽ không muốn chúng. Máy bay chiến đấu của Nga không thể đối phó với hệ thống phòng không của Ukraine, thì máy bay chiến đấu của Trung Quốc cũng sẽ vậy. Nói về máy bay trực thăng, vẫn còn một khoảng cách giữa Trung Quốc và Nga. Máy bay trực thăng của Nga sợ tên lửa phòng không Stinger do Hoa Kỳ viện trợ, không dám dễ dàng xuất hiện ở tiền tuyến. Do đó, máy bay trực thăng của Trung Quốc cũng sẽ không thể thay đổi được tình hình này. Quân đội Nga chắc hẳn vẫn còn một số lượng lớn vũ khí chống tăng và vũ khí hạng nhẹ, tạm thời không cần hỗ trợ của Bắc Kinh. Trình độ vệ tinh của Bắc Kinh hiện cũng đang hạn chế, hoặc có thể không dám cung cấp số lượng lớn vệ tinh. Cho đến nay, vẫn chưa thể cải thiện năng lực tình báo của quân đội Nga. Nếu Trung Quốc viện trợ vũ khí cho Nga thì có thể khó đáp ứng được nhu cầu của quân đội Nga cả về chất lượng lẫn số lượng. Bắc Kinh thậm chí còn không thể cung cấp được các loại vũ khí tối tân hơn như đạn pháo Excalibur hay đạn tầm xa đường kính nhỏ của quân đội Mỹ. Ngay cả khi quân đội Trung Quốc hỗ trợ Nga, cũng sẽ khó thay đổi cục diện chiến trường hiện nay. Sự hỗ trợ quân sự của Bắc Kinh cho Nga và tham gia vào các cuộc chiến tiêu hao chỉ có thể mang thêm gánh nặng, mà vẫn không thể kiểm soát cục diện chiến trường. Trình độ thực sự của hệ thống vũ khí Bắc Kinh sẽ được phơi bày trong thực chiến, và nó có thể còn tệ hơn cả quân đội Nga. Ngoài ra, cái giá đắt hơn mà Bắc Kinh phải trả là các lệnh trừng phạt liên tục từ Mỹ và phương Tây. Cuộc chạy đua vũ trang của Trung Quốc rất mau sẽ thất bại, Bắc Kinh sẽ bị quốc tế cô lập nhiều hơn. Cuộc sống của các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ càng thêm khó khăn hơn, và nó cũng sẽ khiến cho chính quyền Trung Quốc sớm sụp đổ. Thưa quý vị, sự trợ giúp quân sự của Trung Quốc liệu có thể giúp Nga thay đổi cục diện cuộc chiến hay không? Hay cả hai bên sẽ cùng nắm tay nhau đi đến thất bại? Hãy để lại quan điểm của mình bằng cách bình luận ở bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.